Ba quất tôi đi làm nha. À, bao. Ủa quất, không bị gì hả? Mà buồn hiu nữa kìa. Có gì đâu. Có chuyện gì rồi đúng không? Kể tôi nghe đi. Không có. Tại tôi thấy Mai á, thì bây giờ suốt ngày đi tập luyện, còn My á thì đi làm từ sáng đến tối, cô Liễu thì ở bên kia luôn rồi, càng ngày nhà càng trống trải. Thôi không được buồn nữa, cố lên. Thôi được rồi, không sao đâu, ông đi làm đi. Ok, cố lên, cố lên. Alo, Mai hả? Giờ này em thu âm sao rồi? Hả? Ok ok anh hiểu rồi. Ok cứ vậy nha. Ok ok, cố lên em. Ủa, sao? Sao vậy? Julian ơi. Hả? Mai đã trở thành thực tập sinh đầu tiên của Việt Nam rồi. Trời ơi. Trời ơi. Julian ơi. Trời ơi. Trời ơi. Xin lỗi ông, tôi vui quá trời ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mai say. Sao đi vô đây được hay vậy? Thì anh là quản lý của em mà. Anh phải nói dối vậy người ta mới cho anh vô á. Thiệt á? Em bận đồ đẹp quá vậy? Thiệt á? Đồ nghệ diễn mà. Tập tới đâu rồi? Ủa? Mai này lại? Đi ra ngoài diễn nhanh lên! Lẹ lên! Cố lên nha Mai! Cố lên Mai! Cần em thích là được rồi. Em muốn đi đâu nữa cứ nói, anh sẽ chở em đi. Chỉ cần được ôm ở cạnh anh là thích rồi. Đi đâu cũng được hết á. Vậy thì anh sẽ chở em đi đến tận cùng thế giới. Khi nào hết xăng thì thôi nha. Yeah, đi thôi. Ôm chặt anh đi. À, ai da, à, chặt quá Mai ơi. Nấu gì vậy? Ủa? Sao em không ngủ thêm xíu nữa đi? Thôi em ngủ đủ rồi. Anh Quốc ơi. Ừ? Em có chuyện muốn nói với anh nè. Ừ, em nói đi. Người ta nói em chuyển vào công ty ở luôn cho tiện. Dạ hả? Ừ. Rồi chừng nào em đi? Dạ tối nay người ta tới chở em đi. À vậy hả? Em uống miếng nước đi. Nè ra đây, anh sẽ làm cơm cho em ăn nha. Ăn cơm xong rồi đi. Thì tôi đi nha, ở lại giữ gìn sức khỏe á. Em đi nha. Ba cũng giữ gìn sức khỏe nha. À thôi tôi đi thôi. Còn ba nữa, nhớ giữ gìn sức khỏe nha, đừng có làm việc quá sức đó. Thôi đi, tôi dẫn Mai ra nha. Ba em.
xong rồi nè. Anh... Thôi mà, em đi đi. Anh giữ gìn sức khỏe nha. Thôi được rồi, anh sẽ giữ gìn sức khỏe. Em đi đi, tài xế chờ kìa. Nhớ liên lạc với em thường xuyên á. Em yên tâm, ngày nào anh cũng sẽ gọi cho em. Cô Mai ơi, nhanh đi. Dạ. Anh đáng ăn uống nhiều vô. Phải giữ gìn sức khỏe, đừng có để bị bệnh biết chưa. Trời ơi, được rồi, em đi đi. Tài xế đợi em cả. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Thôi mẹ. Thôi mẹ này. Thôi đi. Em đi cẩn thận. Đi cẩn thận nha. Nhớ ăn uống đầy đủ. Giữ gìn sức khỏe nha Mai. Dạ. Trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.